Hi there, welcome to our channel. Today we are going to study Review Unit 3 Shopping Workbook I Learn Smart World 10. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Thầy An. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần review, phần ôn tập của Unit 3 chủ đề Shopping của sách bài tập tiếng Anh lớp 10 I Learn Smart World. Alright, now you ready? Let's get started. Now, the first part is listening. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần listening. Alright. You will hear a teenager called Donna talking about her theft for shopping. For questions, write no more than two words or a number in the blanks. Alright. Trong phần này chúng ta sẽ nghe một bạn thanh thiếu niên gọi điện cho bạn Donna nói về những cái mèo mua sắm. Cho mỗi câu hỏi, chúng ta sẽ viết không quá hai từ hoặc là một con số vào chỗ trống. Ok. Now Donna theft for shopping. Đây là những cái mẹo mua sắm của bạn Donna. Alright. Donna recommends shopping ad for clothing. Bạn Donna khuyên là nên mua sắm cái gì ở đâu cho quần áo, đúng không? The second one, you should check out for basic household items. Bạn Donna khuyên là gì? Bạn nên kiểm tra cái gì cho những cái mặt hàng gia dụng trong gia đình. Ok. Now the third one, department store or malls have promotions up to of the regular price. Cái cửa hàng bách hóa và trung tâm thương mại thì có những chương trình khuyến mãi, chương trình giảm giá lên tới bao nhiêu phần trăm so với giá bình thường, đúng không? Như vậy ở đây sẽ là có gì? Một con số. Ok. Number and the fourth one. Thứ tư là gì? You should shop online for electrical goods because they are often. Bạn nên mua hàng trực tuyến hoặc online cho những mặt hàng điện tử bởi vì chúng thường như thế nào đó. Okay. And the last one, if your item gets broken or lost, you can get a new chain. Or nếu sản phẩm của bạn bị bể hoặc là bị thất lạc thì bạn có thể yêu cầu gì? Bạn có thể được trao đổi một cái khác hoặc là cái gì đó. Okay. Now listen and fill in the blank together. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và điền vào chỗ trống nhé. Unit 3. Review. Track 24. Page 64. Listening. You will hear a teenager called Donna talking about her tips for shopping. For each question, write no more than two words or a number in the blank. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Donna and the topic today is shopping. I'm going to give you some tips about what to buy, where to buy it, and how to save money. My first tip is to check out thrift stores for clothes, shoes, and bags. You can find a lot of beautiful clothes for a low price. Look out for older clothes from the 80s and 90s because that style is very popular right now. My second tip is to go to your local markets for basic household items like cups, bowls, and cooking things. You don't need to spend a lot of money on these things, and they are usually much cheaper in the market than in department stores. My third tip is to go buy more expensive things like furniture and bedding when malls and department stores have a sale. They often have huge promotions with up to 70% off the regular price. My fourth and final tip is to shop online for electrical goods because they are often cheaper. A lot of people don't want to shop online in case their item gets broken or doesn't arrive. Don't worry because you can always get an exchange or refund. I hope these tips helped you save money and that you have fun shopping. Now, listen again. Okay, have you got the answers? Now, listen one more time and double check the answer with me. Unit 3. Review. Track 24. Page 64. Listening. You will hear a teenager called Donna talking about her tips for shopping. For each question, Write no more than 2 words or a number in the blank. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Donna and the topic today is shopping. I'm going to give you some tips about what to buy, where to buy it, and how to save money. My first tip is to check out thrift stores for clothes, shoes, and bags. You can find a lot of beautiful clothes for a low price. Look out for older clothes from the 80s and 90s because that style is very popular right now. My second tip is to go to your local markets for basic household items like cups, bowls, and cooking things. You don't need to spend a lot of money on these things, and they are usually much cheaper in the market than in department stores. My third tip is to go buy more expensive things like furniture and bedding when malls and department stores have a sale. They often have huge promotions with up to 70% off the regular price. My fourth and final tip is to shop online for electrical goods because they are often cheaper. A lot of people don't want to shop online in case their item gets broken or doesn't arrive. Don't worry because you can always get an exchange or refund. I hope these tips helped you save money and that you have fun shopping. Now, listen again. Okay, so Donna recommends shopping at thrift store for clothing. Right, so where? My first tip is to check out thrift store for clothes, shoes, and bags. Mẹ đầu tiên đó là hãy kiểm tra những cái cửa hàng bán đồ cũ để mua quần áo, giày dép cũng như là túi xách. Alright, you should check out for basic household items. Check out local markets. Alright, so where the key here? My second tip is to go to your local markets for basic household items like cup, bowls, or cooking things. Mẹo thứ hai đó là hãy mua sắm những cái mặt hàng gia dụng trong gia đình như là ly, chén bát hay là những đồ dùng cho nấu nướng ở những cái chợ ở địa phương. Alright, department store or malls have promotions up to up the regular price. Những cái cửa hàng bách hóa hay là trung tâm thương mại thường có chương trình khuyến mãi lên đến 70% of the regular price. Thường có chương trình khuyến mãi lên đến 70%. Thường có chương trình khuyến mãi giảm đến 70% so với giá thường. Alright. You should shop online and electrical goods because they are often cheaper. So where the key? Here. The fourth and final tip is to shop online for electrical goods because they are often cheaper. Mẹo thứ tư và mẹo cuối cùng đó là việc mua hàng trực tuyến cho những cái thiết bị điện tử. Mẹo thứ tư và là mẹo cuối cùng đó là sẽ mua hàng trực tuyến, hàng online cho những thiết bị điện tử bởi vì chúng thường sẽ rẻ hơn. Alright, if your item gets broken or lost, you can get an exchange or refund. Okay, và tiếp cuối cùng đó là gì? Những sản phẩm, nếu mà những sản phẩm của bạn bị bể, bị hỏng hoặc là bị thất lạc thì bạn có thể được trao đổi, bạn có thể được nhận một cái khác hoặc là có thể hoàn tiền. Okay, có thể nhận được hoàn tiền. Alright, good right. Now let's translate a little bit together. Bây giờ chúng ta sẽ dịch sơ qua bài này cho những bạn nào chưa rõ thì sẽ rõ hơn. Còn nếu bạn nào ok rồi thì mình có thể bỏ qua phần này. Alright. Hello everyone, welcome to my channel. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của tôi. My name is Donna and the topic today is shopping. Tên tôi là Donna và chủ đề ngày hôm nay đó là chủ đề về shopping, chủ đề về mua sắm. I'm going to give you some tips about what to buy, where to buy it and how to save money. Tôi sẽ cho bạn một số mẹo về việc mua sắm, mua cái gì, mua ở đâu và mua cái gì, mua ở đâu và làm sao để tiết kiệm tiền. My first tip is to check out thrift store for clothes, shoes and bags. Mẹo đầu tiên đó là hãy xem những cái cửa hàng bán đồ cũ để mua quần áo, giày dép cũng như là túi xách. You can find a lot of beautiful clothes for a low price. Bạn có thể tìm thấy rất là nhiều quần áo đẹp với giá thấp, với giá rẻ. Look out for older clothes from the 80s and 90s because that style is very popular right now. Hãy cẩn thận, hãy chú ý đến những cái quần áo cũ hơn từ những năm 80 hay là những năm 90 bởi vì cái phong cách đó thì rất là phổ biến bây giờ. The second tip is to go to your local markets for basic household items like cups, bowls or cooking things. Mẹo thứ hai đó là hãy mua những cái đồ dụng. Mẹo thứ hai đó là gì? Hãy mua những cái đồ, những cái thiết bị gia dụng trong gia đình như là ly, chén bát hay là những đồ nấu nướng ở những cái chợ địa phương. You don't need to spend a lot of money for these things and they are usually much cheaper in the markets than in department store. Bạn không cần phải chi quá nhiều tiền cho những thứ này và chúng thường thì ở chợ rẻ hơn là ở những cái cửa hàng bách hóa hay là trung tâm thương mại. Alright. My third tip is to go to buy more expensive things like furniture and bedding when malls and department store have a sale. Mẹo thứ ba đó là gì? Hãy mua những cái đồ đắt tiền hơn như là nội thất, giường khi mà những cái trung tâm thương mại hay là những cửa hàng bách hóa có chương trình giảm giá. They often have huge promotions with up to 70% off the regular price. Và chúng thường có chương trình giảm giá, chương trình khuyến mãi lên đến 70% so với giá thường. My fourth and final tip is to shop online for electrical goods because they are often cheaper. Và mẹo thứ tư cũng là mẹo cuối cùng đó là hãy mua hàng online, mua hàng trực tuyến cho những thiết bị điện tử bởi vì chúng thường rẻ hơn. A lot of people don't want to shop online in case the item gets broken or doesn't arrive. Rất là nhiều người không muốn mua hàng trực tuyến trường hợp là sản phẩm của họ bị bể, bị hư hỏng hoặc là không có giao đến. Don't worry because you can always get an exchange or refund. Nhưng mà đừng có lo lắng bởi vì là bạn luôn luôn sẽ nhận được cái hàng thay thế hoặc là hoàn lại tiền. Alright. I hope this tip help you save money and that you have fun shopping. Tôi hy vọng những cái mẹo này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền và bạn cũng sẽ tìm thấy niềm vui khi đi mua sắm. Alright, good job everyone. So now let's move on to the second part, reading. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần thứ hai đó là phần reading. Okay. Now the second part is reading. Look and read to the correct answer A, B or C. Trong phần này chúng ta sẽ nhìn và đọc và chọn ra câu trả lời đúng, câu A, câu B hay là câu C. Alright. Number one, Green Tech. Cửa hàng Green Tech. Customer name. Tên khách hàng ở đây là John Brown. Item, sản phẩm ở đây tên là gì? Green Tech GT ID là một cái máy tính bảng. Ký hiệu là Green Tech GT ID. Alright. Problem, vấn đề của cái máy tính bảng ở đây là gì? Battery overheating, cái viên pin thì quá nóng. Resist code, cái biên lai. Cái mã hóa đơn ở đây là gì? AXN231. Ok, cái mã hóa đơn ở đây là AXN231. So tell me what the problem with this item. Như vậy các bạn cho cô biết là sản phẩm này có vấn đề gì? Battery overheating, viên pin bị quá nóng đúng không? So A, B, C. Như vậy chúng ta cần phải làm gì? The tablet needs a new battery. Như vậy là cửa hàng cần phải, như vậy là cái máy tính bảng này cần phải thay một cái viên pin mới. The tablet needs a new battery. So A is the correct answer. Alright. Now number two, Uniqlo. Cửa hàng quần áo Uniqlo. Alright. Seasonal sale until Christmas. Giảm giá theo mùa cho đến lễ Giáng sinh. Up to 50% for all women clothes. Giảm giá lên đến 50% cho tất cả các quần áo của phái nữ. Up to 30% for men's clothes. Giảm giá lên đến 30% cho tất cả quần áo nam. Store clothes after 5 p.m. on weekends. và cửa hàng sẽ đóng cửa sau 5 giờ chiều vào những ngày cuối tuần. So which one, A, B or C? C. Seasonal sale will end after Christmas. Okay. Giảm giá theo mùa sẽ kết thúc sau lễ Giáng sinh đúng không? A có nghĩa là gì? All clothes are 50% off. Tất cả các quần áo được giảm giá 50%. No. 50% off for women only. Okay. Chỉ giảm giá 50% cho quần áo nữ, 30% cho quần áo nam, đúng không? The store closes on the weekend. Cửa hàng đóng cửa vào cuối tuần. No. After 5 p.m. Cửa hàng sẽ đóng cửa sau 5 giờ chiều vào những ngày cuối tuần. Okay. So C is the correct answer. Now number 3. Emma, I've brought your laptop to the service center. They won't fix it without the receipt. You'll have to bring it here. I'll wait for you here. Tony. Ở đây có nghĩa là gì? Emma, tôi đã mang cái máy tính xách tay của bạn đến trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng. Họ sẽ không sửa nó nếu như không có cái viên like, không có cái viên order. Okay. You'll have to bring it here. I'll wait for you here. Bạn sẽ phải mang cái biên lai đó đến đây. Tôi sẽ đợi bạn ở đây. Ký tên là Tony. So, Tony needs Emma to. Như vậy, Tony muốn bạn Emma làm gì? Bring the receipt to the service center. Như vậy là Tony muốn Emma mang cái biên lai đến trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng. So, B is the correct answer. Alright, good work. Now, number 4. Woody bookstore. Cửa hàng sách Woody. Dear customer, we are closed this weekend. Please use our website to buy your books. We will open again this Monday. Thank you. Gửi đến các khách hàng. Chúng tôi đóng cửa vào cuối tuần này. Vui lòng sử dụng trang web của chúng tôi để mua sách. Chúng tôi sẽ mở cửa lại vào thứ hai này. Cảm ơn. So, people cannot buy books online on Saturday. Như vậy mọi người không thể mua sách online vào thứ bảy. No. B. People can't buy books at the store this Monday. Mọi người không thể mua sách ở cửa hàng vào thứ hai này. No. Okay. C. People can buy books online this weekend. Mọi người có thể mua sách online trực tuyến vào cuối tuần này. Yeah. So C is the correct answer. Okay, easy, right? Okay, so it's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần review, phần ôn tập của Unit 3, chủ đề shopping của sách bài tập tiếng Anh lớp 10 I Learn Smart World. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Goodbye and see ya.